Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Cuộc sống 24 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tôi là Thùy Dương, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn. Trước tiên như thường lệ sẽ là phần điểm tin chính. Tổng thống Croatia: đòn trừng phạt mới của EU với Nga không có tác dụng. Tổng thống Croatia Zoran Milanovic cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của EU đối với Nga sẽ chỉ khiến Tổng thống Nga Putin mỉm cười. Có thể đưa ra lệnh cấm vận khí đốt đối với Nga, tại sao lại không làm điều đó? Tổng thống Croatia Zoran Milanovic đặt câu hỏi, đề cập đến biện pháp cấm vận dầu mỏ mới đây nhất của EU đối với Nga. Ông Zoran Milanovic nói rằng, thật không may, các lệnh trừng phạt đối với Nga không có tác dụng và đồng rúp không giảm. Nga không nhận thấy các ảnh hưởng từ tài chính. Cái giá phải trả sẽ dành cho các công dân châu Âu, trong khi Tổng thống Vladimir Putin sẽ mỉm cười hài lòng. Tổng thống Croatia khẳng định rằng sẽ có những khách hàng khác mua dầu và khí đốt của Nga. Ông nhấn mạnh, điều này xuất phát từ nhu cầu lớn đối với các sản phẩm năng lượng. Đề cập đến khả năng Croatia trở thành trung tâm năng lượng cho châu Âu trong tương lai gần, Tổng thống Zoran Milanovic cho rằng điều này khó thực hiện, đồng thời chỉ ra Hungary sẽ là nhân tố chính và phần nào đó sẽ là Slovakia và Cộng hòa Séc. Bình luận của Tổng thống Croatia được đưa ra sau khi EU thống nhất cấm vận phần lớn dầu mỏ. Hôm 30 tháng 5, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel thông báo gói trừng phạt mới sẽ cắt giảm 2/3 lượng dầu nhập khẩu từ Nga. Theo đó, lệnh cấm vận được nhất trí chỉ bao gồm cấm dầu của Nga vận chuyển bằng đường biển, cho phép loại trừ trừng phạt lên hàng vận chuyển bằng đường ống. Dù tạo được sự đồng thuận cao khi cấm nhập lượng lớn đối với dầu Nga, song các nước thành viên EU thừa nhận vòng trừng phạt tiếp theo của liên minh này đối với Nga sẽ không bao gồm lệnh cấm về khí đốt. EU cho rằng sẽ dễ dàng tìm được nguồn cung thay thế khi cấm nhập dầu từ Nga, song câu chuyện đối với khí đốt thì lại khác, sẽ khó khăn hơn rất nhiều. EU chủ yếu dựa vào nhập khẩu khí đốt từ Nga, nhưng đã tìm cách giảm sự phụ thuộc sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine. Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria, Phần Lan và Hà Lan sau khi các nước này không tuân thủ yêu cầu của Nga rằng là nguồn cung cấp phải được thanh toán bằng đồng rúp. Thưa quý vị, liên tiếp nhiều ngày qua, miền Bắc chìm trong đợt mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại cho nhiều địa phương. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 2 tháng 6, do rãnh áp thấp hoạt động yếu dần, miền Bắc giảm mưa, chỉ duy trì ở Trung Du và miền núi. Theo đó, ngày 1 tháng 6, rãnh áp thấp còn hoạt động nên miền Bắc tiếp tục mưa từ 20 đến 40mm và có nơi trên 60mm. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, mưa lớn hơn với lượng từ 40 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Thời tiết Hà Nội ngày 1 tháng 6 nhiều mây, có mưa nên nhiệt khoảng từ 26 đến 33 độ C. Sau đó tăng dần đến cuối tuần là 28 đến 36 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sapa, Lào Cai, dao động từ 18 đến 25 độ C. Sau khoảng 3 ngày ngớt mưa, từ ngày 5 tháng 6, rãnh áp thấp hoạt động mạnh trở lại, miền Bắc sẽ mưa lớn. Theo cơ quan khí tượng, trong tháng 6, mưa lớn ở miền Bắc sẽ xảy ra nhiều hơn do bước vào mùa mưa. Thưa quý vị, trong những vụ tai nạn giao thông, một phần nguyên nhân đến từ những kỹ năng chưa hoàn thiện của người điều khiển phương tiện đã gây hậu quả nghiêm trọng. Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lái xe ô tô tại Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải đã có quy định mới về thời gian học thực hành lái ô tô trên đường trường. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng góp phần hạn chế tai nạn giao thông, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Vậy quy định mới sẽ có những thay đổi như thế nào? Ghi nhận của phóng viên VTC. Trung tâm sát hạch đào tạo lái xe Ngọc Hà, Mê Linh, Hà Nội, một trong những cơ sở đầu tiên trang bị và sử dụng cabin mô phỏng học lái xe. Theo các học viên, với việc thực hành trên máy để mô phỏng những tình huống giao thông sẽ giúp mỗi người quan sát và thực hành trên đường trường một cách tốt hơn. Và đây cũng là quy định phần thi mới được áp dụng từ ngày 15 tháng 6 tới đây. Chẳng hạn xử lý chậm một tí thì nó sẽ như thế nào? Như một số cái tình huống như là đi xe máy đổ đèo xong rồi là vượt ở chỗ khuất tầm nhìn, như thế rất là nguy hiểm, hoặc là những cái lúc sương mù, hoặc là những cái lúc mà trên đường đi có những cái tình huống như là một số xe rẽ phải thế nhưng mà lại từ bên trái vượt qua đầu rẽ đấy mà mình không để ý, không quan sát tốt. Đấy, những cái tình huống như thế là giúp cho những người ta ít kinh nghiệm, người ta như thế là kiểu như thế là rất nguy hiểm. Theo thông tư 04/2022 của Bộ Giao thông Vận tải, chương trình đào tạo lái ô tô các hạng B1, B2, C có một số thay đổi thời gian học thực hành lái ô tô theo hướng giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái và tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông. Đây sẽ là căn cứ để quản lý tốt hơn về người lái trong tình hình thực tế hiện nay.
cũng đã nắm được đầy đủ các cái quy định cũng như các cái yêu cầu cần triển khai thực hiện. Và thứ hai thì nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện để phục vụ cho việc học tập và giảng dạy của học viên, bao gồm có cái phòng học, phần mềm mô phỏng các cái tình huống giao thông và cái hệ thống giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe trên đường giao thông công cộng. Về thứ ba thì nhà trường đã tiến hành tập huấn cho đội ngũ nhân sự, bao gồm có các cái chuyên viên đào tạo và đội ngũ giáo viên liên quan đến việc thực hiện trong cái quá trình đào tạo lái xe cho học viên. Đến nay thì hầu hết các cái cơ sở đào tạo thì đã lắp cái thiết bị giám sát thời gian quãng đường học thực hành lái xe trên cái xe tập lái và đã truyền cái dữ liệu về cái máy chủ của cơ sở đào tạo và truyền về cái máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để theo dõi giám sát. Thế còn đối với cái phần mềm mô phỏng các cái tình huống giao thông thì Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đã xây dựng cái phần mềm và chuyển giao cho các cái trung tâm sát hạch để mà thực hiện cái sát hạch. Từ ngày 15 tháng 6 thì các cái học viên mà đã được cấp cái chứng chỉ đào tạo hoặc là những cái học viên mà vắng trượt các cái kỳ mà sát hạch trước thì phải bổ sung thêm một cái nội dung sát hạch trên cái phần mềm mô phỏng các cái tình huống giao thông. Bộ Công Thương vừa có báo cáo bổ sung về tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Trong đó đã tập trung làm rõ hơn về tình trạng khan hiếm xăng dầu và việc điều hành giá xăng dầu trong nước thời gian qua. Bộ này cho hay giá xăng RON95 trong nước thấp hơn nhiều nước trong khu vực, chỉ bằng mức bình quân của thế giới khi đứng thứ 86 trên tổng số 170 quốc gia. Theo thống kê của bộ này, hiện giá xăng RON95 trong nước bằng mức bình quân của thế giới khi đứng thứ 86 trên 170 quốc gia, nhưng thấp hơn một số nước trong khu vực. Trung Quốc 1,35 đô la Mỹ một lít, Thái Lan 1,43 đô la Mỹ một lít, Campuchia 1,39 đô la Mỹ, Lào 1,74 đô la Mỹ, Hàn Quốc 1,53 đô la Mỹ. Về điều hành giá xăng dầu trong nước, Bộ Công Thương cho rằng cơ quan điều hành đã linh hoạt để đảm bảo giá xăng dầu trong nước theo xu hướng diễn biến của giá xăng dầu thế giới nhưng mức tăng thấp hơn. Dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát trên cả nước, hiện các hoạt động kinh tế xã hội đã trở lại bình thường. Cũng bởi thế, nhiều người dân đã có tâm lý chủ quan với dịch bệnh, không muốn tiêm vaccine COVID-19 mũi nhắc lại dù nằm trong đối tượng cần tiêm. Bộ Y tế cũng đánh giá tốc độ tiêm vaccine COVID-19 đang chậm lại do người dân chủ quan, không tiêm, cán bộ lơ là, nhiều địa phương gặp khó khăn khi vận động chủng ngừa. Mình đã tiêm 2 mũi rồi và cũng bị COVID 2 lần rồi. Cho nên là mình thấy là có thể là trong cơ thể mình kháng thể nó đã đủ để chống chọi với cả cái con virus này rồi. Sau khi được phường gọi đi nhiều lần, tôi không có thời gian để đi. Công việc của tôi thì không có nhu cầu là phải tiêm mũi 3, không bị bắt buộc. Đây cũng là tâm lý của rất nhiều người khi được hỏi có tiêm vaccine COVID-19 mũi nhắc lại hay không. Cũng bởi tâm lý này mà tốc độ tiêm chủng của cả nước đang chậm lại. Tốc độ tiêm mũi 3 trong thời gian qua chỉ đạt 59%, thấp so với yêu cầu phòng chống dịch. Các chuyên gia y tế cho biết tiêm chủng rất quan trọng nhằm duy trì hiệu quả của công tác phòng chống dịch COVID-19. Việc chủ quan, lơ là có thể gây ra nhiều nguy cơ cho cả cá nhân và cộng đồng. Với 2 cái mũi đầu tiên ấy, vẫn có một cái tỷ lệ nhất định người là đáp ứng khá là kém và cái lượng miễn dịch tạo ra nó không được mạnh như là chúng ta mong muốn. Những cái người mà chỉ có nhiễm tự nhiên á, cái miễn dịch tạo ra không ổn định và người ta có thể lại tiếp tục nhiễm cái lần tiếp theo. Trước thực trạng nhiều người có khuynh hướng không tiêm mũi 3, mũi 4, kể cả trong diện cần tiêm, Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền việc tác dụng của tiêm chủng, nhấn mạnh đây là việc bắt buộc căn cứ theo luật truyền nhiễm 2007. Trước đó, theo báo cáo, Việt Nam đã tiêm hơn 200 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó 200 triệu liều cho người trên 18 tuổi. Cả nước đang tiêm nhắc mũi 3, tiêm chủng nhóm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi và chuẩn bị tiêm mũi 4. Để chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết, phòng tránh hạn chế thiệt hại bởi thiên tai, công tác dự báo khí tượng thủy văn có vai trò đặc biệt quan trọng. Thế nhưng, không phải ai cũng biết đến sự cống hiến thầm lặng của những người làm nghề trông nắng, trông mưa. Để có những bản tin thời tiết đến người dân, những người làm dự báo thời tiết phải có trình độ chuyên môn cao, đồng thời cần tỉ mỉ, tận tụy. Trong câu chuyện buổi sáng của ngày hôm nay, mời quý vị hãy cùng gặp gỡ những người làm nghề khí tượng thủy văn bên dòng sông Mã để hiểu hơn về công việc lặng thầm này. Trong mỗi ca trực của những cán bộ trạm quan trắc Cẩm Thủy, người quan trắc lặng thầm với công việc quan sát hướng gió, đo mưa, đo nắng. Thời gian làm việc của quan trắc viên ở đây được chia làm các khung giờ, 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ và 19 giờ. Ngày nắng thì không sao,
nhưng vào mùa mưa bão, tần suất làm việc của mọi người phải tăng lên gấp bội. Trung bình khoảng 30 phút một bản tin, tùy thuộc vào tình hình diễn biến của thời tiết. Từ số liệu thô, người đo tính toán, mã hóa dữ liệu theo quy ước chung truyền về Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ. Do vậy, người đo phải cập nhật kết quả liên tục, chính xác đến mức tuyệt đối cả về thời gian lẫn số liệu. Chỉ cần chệch một chút, số liệu thay đổi, kết quả dự báo thiếu chuẩn xác có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Trong 10 năm trở lại đây thì năm 2018 thì có cái trận lũ lịch sử nhất trong toàn bộ chuỗi số liệu của trạm. Thì trong 2 năm gần đây thì cái mực nước nó nhỏ so với cùng kỳ nhiều năm. Cái dòng chảy thì nó do cái quá trình bồi sói của hàng năm là một cái, thứ hai nữa là cái quá trình dòng chảy thì hiện tại bây giờ là tại trạm thủy văn Cẩm Thủy thì do cái yếu tố của đập thủy điện cho nên là mực nước sông hàng ngày 24 giờ thì đóng mở 2 lần. Nhiệm vụ của những cán bộ ở đây ngoài việc đo mây, gió, nhiệt độ, độ ẩm không khí trên mặt đất còn phải theo dõi độ lên xuống của thủy triều, sóng biển, nhiệt độ nước biển. Dù làm mảng nào, quan trắc viên cũng phải có mặt trước ca trực 30 phút, kiểm tra dụng cụ, sổ sách, khắc phục sự cố trước lúc bắt tay vào việc. Khi các hiện tượng mưa đá, lốc xoáy, dông sét xảy ra, người quan trắc cũng báo cáo tỉ mỉ thời gian, địa điểm, hậu quả để chuyên gia dự báo kịp thời, đưa ra nhận định, khuyến cáo cho người dân. Mưa bão, nước dâng cao xuống thấp bất thường, người làm khí tượng thủy văn hầu như thức trắng đêm, dầm mình dưới mưa gió lấy số liệu truyền đi liên tục để có bản tin dự báo nóng hổi. Bão nhỏ còn đỡ, 2 đến 3 người chụp một ca, chứ bão lớn, cả cơ quan phải có mặt 24 trên 24 giờ. Mỗi người đảm nhận một việc, người ghi chép thông số, người đo mực nước, người đo gió, đo mưa. Nhiều năm gắn bó với nghiệp quan trắc, họ không nhớ hết được những khó khăn, bao nhiêu lần đối mặt với nguy hiểm, sợ hãi, lo lắng trước sự khủng khiếp của thiên nhiên. Đối với họ, khó khăn là chuyện như cơm bữa. Cái khó khăn ở đây thì mặt cắt sông nó rộng, lũ thì thường tình là vào ban đêm. Thì mực nước nó lên to, thì anh em trong trạm thì ra sông thì thường tình là toàn vào ban đêm, gây rất chỉ là khó khăn trong cái công việc xử lý công việc. Công việc buồn tẻ, vất vả là vậy, nhưng họ vẫn rất hạnh phúc vì đã cống hiến được một chút công sức nhỏ bé của mình cho sự nghiệp chung của ngành khí tượng thủy văn, giúp nhiều người dân tránh được những hậu quả khôn lường của thiên tai. Thưa quý vị và các bạn, cũng liên quan tới giá xăng dầu, giờ đây thì mỗi chuyến ra khơi chi phí xăng dầu đội lên khiến cho lợi nhuận cũng bị giảm xuống. Ngư dân bỏ biển đổi nghề hay là giảm khai thác khiến cho nguồn cá nguyên liệu chính sản xuất nước mắm đang trở nên khan hiếm, đội giá. Theo tính toán, chi phí đầu vào sản xuất mắm truyền thống ở một số nơi đã tăng thêm khoảng 40% so với thời điểm là cuối năm ngoái. Nguyên liệu chính sản xuất nước mắm truyền thống là cá cơm. Thời gian vừa qua, giá xăng dầu tăng khiến cho tàu thuyền đánh bắt về bán cá không đủ để trang trải chi phí, nên ngư dân giảm đánh bắt khiến cho sản lượng cá cơm ở nhiều địa phương giảm 30% tới 40%, đẩy giá cá cơm tăng thêm 40-50%, thậm chí là có thời điểm giá tăng gấp rưỡi. Cùng lúc, chi phí vận chuyển và các chi phí sản xuất khác cũng tăng cao do giá xăng dầu leo thang. Dự kiến giá nước mắm sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, cho tới khi chi phí đầu vào được bình ổn trở lại. Với 15 quốc gia và 2,2 tỷ dân, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP đã và đang là khu vực thương mại tự do lớn nhất ở trên thế giới. Việc đẩy mạnh xuất khẩu nông, lâm, đặc biệt là thủy sản vào thị trường này đang được các doanh nghiệp Việt Nam coi trọng. Nếu như các hiệp định thương mại tự do trước đây đều yêu cầu xuất xứ thuần túy ở Việt Nam thì RCEP lại cho phép là chỉ cần con giống và nuôi trồng tại Việt Nam. Nếu xuất khẩu sang khối này sẽ vẫn được hưởng ưu đãi. Đổi lại, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tìm hiểu thật kỹ quy tắc xuất xứ, đặc biệt là quy tắc xuất xứ cộng gộp nội khối, đồng thời là cần đáp ứng tốt các quy định về biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật, rào cản kỹ thuật trong thương mại của các nước nhập khẩu đối với sản phẩm thủy sản.
Úc là một trong 15 thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong khối Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Trên năm 2019, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất vào Úc, nhưng mà đến năm 2021, Việt Nam đã xoán ngôi Trung Quốc và trở thành đối tác số 1 với tổng kim ngạch xuất khẩu là trên 184 triệu đô la Mỹ. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, tháng 4 năm 2022, Việt Nam xuất khẩu 35,5 triệu đô la Mỹ giá trị thủy sản vào Úc, tăng 60% so với cùng kỳ của năm ngoái. Lũy kế 4 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào Úc đạt 128 triệu đô la Mỹ, tăng gần 54%. Tôm và các loại cá là sản phẩm xuất khẩu chính. Ngoài hệ thống cửa hàng siêu thị châu Á, nhiều mặt hàng thủy sản của Việt Nam đã được bày bán tại hệ thống siêu thị bán buôn và bán lẻ của Úc. Cục xuất nhập khẩu dự báo xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Australia sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, khi mà khả năng cạnh tranh của hàng thủy sản Việt Nam ngày càng tăng.